giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. MC Đại Nghĩa lên tiếng khi liên tục nhận ý kiến trái chiều trong công tác thiện nguyện. Mới nhất, Đại Nghĩa đã có những chia sẻ của mình trong suốt quá trình làm từ thiện mà gặp nhiều sóng gió và khó khăn khi nghe những lời bình luận tiêu cực từ cư dân mạng. Theo đó, nam diễn viên Gia Đình Cục Xúc cho biết với Soha rằng chuyện làm thiện nguyện tôi từng nhận rất nhiều ý kiến trái chiều, sự hoài nghi của những người xung quanh. Ban đầu tôi buồn, chán nản, tôi từng đóng lại công việc thiện nguyện vài tháng bởi mình mất thời gian, công sức, tiền bạc làm việc này nhưng cái mà mình nhận lại quá nghiệt ngã. Đại Nghĩa cũng bộc bạch thêm sao nhiều điều không hay, anh lại cứ nghĩ cứ sống cho mình đi, cứ làm công việc hàng ngày của người nghệ sĩ, việc gì phải lo chuyện thiên hạ. Rồi nam diễn viên âm thầm làm với tiền túi của mình, nhưng rồi nhận ra sức mình quá nhỏ bé mà người khó khăn thì nhiều quá. Trong mấy tháng đó, chỉ giúp được vài người, trong khi trước đó có thể giúp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Chính điều đó đã thôi thúc Đại Nghĩa quay trở lại và chấp nhận vượt qua dư luận, chỉ có cách đó mới giúp được nhiều mảnh đời bất hạnh hơn nữa. Sau nhiều biến cố, tính đến thời điểm hiện tại, sau cả một hành trình dài thì mọi người đã tin tưởng Đại Nghĩa. Nam diễn viên cũng là quy củ hơn nên không vấp phải ý kiến trái chiều nữa. Điều anh rút ra được là làm thiện nguyện ngoài nhiệt huyết thì phải có cái đầu tỉnh táo và khéo léo. Vừa qua, trên trang cá nhân của mình, Đại Nghĩa cũng có những chia sẻ xúc động khi một mạnh thường quân đã ủng hộ số tiền 100 triệu đồng cho Ấn Độ. Nam diễn viên tâm sự, có những sự cho đi mà nhẹ bẵng như mây trời, cảm ơn vị mạnh thường quân mà Nghĩa chưa một lần gặp mặt. Mình ngồi nghe câu chuyện của bác với bạn nhân viên tự dưng thấy thẹn với lòng vì không làm được như bác dù một phần nhỏ nhoi. Không còn quá xô bồ với cuộc sống nghệ thuật, Đại Nghĩa chọn cách sống giản dị và có sức hút vô cùng lớn đối với công chúng khi làm thiện nguyện đầy ý nghĩa. Cùng cập nhật những tin tức mới nhất về Sao Việt tại Danh nhé! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé!